You don't have to be alone again. Could I take you by the hand and never grow? Would I tell you that I love you? Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của TF. Và hôm nay thì nhân dịp mà Liên Minh Thoại ra thêm một cái sự kiện mới, đó chính là sự kiện triệu hồi thần thú. Thì ok thôi, hôm nay mình sẽ lại vào đây review chi tiết cho anh em về cái sự kiện mới này, để xem là nó có thực sự là ngon nghẻ và xứng đáng để anh em hiến máu hay không nha. Ok, và hôm nay thì cũng đang có một cái sự kiện cực kỳ đặc biệt, đó chính là khuyến mại quy đổi 100% RP anh em ạ. Đấy, cho nên là những anh em nào mà đang muốn nạp thẻ thì mình nghĩ là đợt này chính là một cái cơ hội có 102 đấy anh em ạ. Đấy, rất là ngon luôn. Ví dụ như ở đây anh em nạp 1 triệu đồng này, khi mà anh em quy đổi anh em sẽ được 2.200 RP cộng với 2.000 RP tặng thêm nữa, là tổng là 4.200 RP đấy anh em ạ. Quá ngon luôn. Và ngoài ra ấy, thì đợt này ấy, bên Ganana cũng có một cái ưu đãi khủng 10% từ cái ví Shopeebay. Nếu như anh em nào mà nạp bằng cái Shopeebay nhá, thì là anh em có thể nhập cái mã SPPLM22 này, thì anh em sẽ được giảm giá 10% đấy nha. Ngoài ra ấy, thì đợt này cũng có thêm một cái sự kiện quy đổi nữa, đó chính là quy đổi đạt các cái mốc RP này này, thì là anh em sẽ được nhận quà. Đấy, đạt mốc 1.000 RP là anh em sẽ được một túi pháo hoa này, và được thêm 300 RP này, được thêm một viên pháo hoa này, 200 kỷ vật anh em ạ. Có nghĩa là các cái mốc này nó sẽ cộng dồn với nhau. Anh em cứ nạp mốc nào thì là anh em sẽ được thêm cái mốc quà trước đó. Ví dụ anh em nạp 100 sò, anh em đổi sang 100 RP thì anh em sẽ được thêm 200 kỷ vật nguyên đán luôn. Đấy, rất là ngon. Mà lại cộng dồn thêm cái sự kiện nhân 2 thế này nữa. Thế này mà anh em không nạp RP là hơi phí luôn. Ví dụ như đợt này anh em nào mà nạp kinh tế nhất, anh em cứ nạp một thẻ Garena 500.000. Đấy là anh em sẽ được thêm, đó chính là 2.000 RP nhá anh em. 2.000, đâu xem nào, 2.070. Và thêm 300 RP thưởng thêm ở đây nữa. Đấy, hôm nay này, bạn Ngô Trần Đan Anh này, của nick này bạn đã nạp một thẻ 500.000 và được 2.370 RP đấy anh em ạ. Đó, cộng thêm 21 RP gốc là thành 2.390 RP. Đấy, rất là ngon luôn. Và hôm nay thì bạn ấy nạp qua cái Facebook, đó chính là Thúy Hiền. Đấy, đây là đứa em gái mình nha. Cho nên là những anh em nào mà muốn nạp sò RP giá rẻ thì có thể inbox qua Facebook cho em nó nhé. Đấy, nạp các thứ rất là nhanh chóng luôn. Đó, ok. Còn bây giờ thì sẽ không linh tinh lan man mà chúng ta sẽ vào luôn với chuyên mục chính nha. Thì đây, đầu tiên đó chính là sự kiện triệu hồi thần thú. Thì cái mô típ của cái sự kiện này thì chắc chắn là anh em xem các cái sự kiện đợt trước thì mình cũng review có một vài cái sự kiện nó giống mô típ này rồi. Đó chính là anh em sẽ dùng RP để lật bài, và anh em phải lật hai thẻ giống nhau thì mới nhận được cái phần quà đấy nha. Đấy, bình thường thì anh em sẽ nhận được cái set, nhận được cái trang phục mà anh em lựa chọn, là các cái trang phục đó chính là Loạn Thế Thần Binh cộng với trang phục đó là Niên Thú Nguyên Đán anh em ạ. Đó, nhưng mà đầu anh men mở thì sẽ là miễn phí, nên là hầu như ông nào cũng mở ra được con cái trang phục ấy, cứ tưởng là được trang phục ngay nhưng thực ra không phải nha anh em. Phải bao giờ phải mở ra một cái thẻ xét Loạn Thế Thần Binh này nữa này thì mình mới được trang phục nha. Ở đây thì bạn ấy cũng đã chọn sẵn cái giải đặc biệt là xét Loạn Thế Thần Binh rồi, và bây giờ bạn bảo mình là chơi nốt để lấy cho bạn ấy nha. Thì bây giờ mình sẽ chơi nốt luôn. Đấy, tổng cộng là bạn đã chơi được 11 lần rồi này. Ok, không hiện lại đi, xác nhận luôn xem nào. Rồi, được 50 kỷ vật anh em ơi, thêm 5 kỷ vật nguyên đán nữa. Trời ơi, càng về cuối giá nó càng cao nha anh em. Đấy, được thêm một viên pháo hoa này. Rồi, đây còn 3 phát 300 nữa nha. Ôi, không biết là có ra luôn không đây. Nào, ra luôn skin nào. Đấy, thấy chưa, 50 kỷ vật nguyên đán anh em ơi. Nói chung là cái sự kiện này lúc nào cũng thế thôi, là hai cái trang phục lúc nào cũng ở cuối cùng anh em ạ. Đấy, tổng cộng nếu mà chơi full của cái sự kiện này nhá, là anh em phải mất tầm 650 RP đấy anh em ạ. Đấy, tầm đấy. Rồi, xem nào, skin không? Đấy, thấy chưa? Vẫn ra kỷ vật anh em ạ. Kiểu gì thì kiểu, đây, phát cuối cùng 120 RP mới ra được trang phục xét Loạn Thế Thần Binh nha anh em. Chắc chắn rồi, phát này sẽ ra rồi. Đấy, hầu như trang phục lúc nào cũng cuối cùng anh em nhé. Rồi, sau khi xong một vòng thì mình sẽ lại được chọn tiếp. Đấy, ở đây thì có các cái trang phục Loạn Thế Thần Binh này, Niên Thú Nguyên Đán này, hoặc là anh em có thể chọn 9 viên pháo hoa này, 3 túi pháo hoa, hoặc là các cái trang phục cao bồi siêu phẩm này, lắc nữ thần vũ trụ các thứ nha anh em. Đấy, nhưng mình khuyên là anh em nên chọn những cái trang phục hiếm, Niên Thú Nguyên Đán hoặc là Loạn Thế Thần Binh này ngon hơn này.
Thì ở đây chắc là mình sẽ chọn cho bạn ấy con nào bây giờ ta. Javan, Fura cũng ngon này. Ủa, con nào cũng ngon anh em ạ. Mà bạn này thì chơi mấy con như kiểu Yasuo ấy nhỉ. Hay cứ lấy con Annie nhỉ. Javan cũng đẹp, cũng cứ lấy một con đi. Rồi, Javan niên thú nguyên đán nha anh em. Để xem nào. Liệu Javan niên thú nguyên đán này ra cái gì đây. Đây, lần đầu tiên anh em sẽ được free nha. Free này. Ra skin luôn. Đấy, thấy chưa? Chắc chắn là ra skin. Và tổng cộng mà anh em chơi hết cái vòng này là anh em cứ phải xác định là mất luôn là tầm 600-650 RP cho một skin. Đấy, anh em nhớ chưa? Đây, lịch sử đây. Được con Javan, à đâu, con xét loạn thế thần binh này, cộng với kỷ vật, viên này. Đây, thêm một cái trang phục 310-396. Thì bạn hãy chọn con Nidalee thần sứ này. Kỷ vật các thứ, biểu cảm, viên pháo hoa. Đấy, nói chung là theo mình thấy thì sự kiện này cũng gọi là tạm được thôi. Tạm được chứ cũng không là ngon lắm. Ở đây thì mình cố gắng lên được cái bốc 20 để lấy thêm cho bạn ấy nha. Chứ còn mình không tự tin là lấy được skin đâu. Đây, được 100 kỷ vật rồi này. À đâu, chưa được đâu nha anh em. Đây mới chỉ là mảnh thôi. Phải thêm một mảnh nữa thì mới được. Đấy, biểu cảm kỳ bí này. 19 rồi, thôi một phát cuối nha anh em. Xem nào. 100 kỷ vật nha anh em. Đấy, được 200 kỷ vật. À nhầm, 100 kỷ vật là cũng được rồi. Và mình đã được bốc 20 lần, mình sẽ nhận luôn nha anh em. Ok. Còn lại á, mình nghĩ là chơi tiếp ấy thì cái tỷ lệ mà ra con Javan niên thú nguyên đá này cũng cao lắm. Mà bạn bảo là chỉ lấy mỗi con set thôi. Cho nên là thôi, chắc là mình sẽ ngừng cái sự kiện này ở đây nha. Nói chung là sự kiện này cũng tặng được. Anh em nào mà thiếu những cái trang phục hiếm thì có thể chơi. Còn bình thường thì mình nghĩ là anh em nên đợi một vài cái sự kiện khác nó sẽ ngon hơn. Ok, tiếp theo là mình sẽ vào với sự kiện là cửa hàng bất tận nhé anh em. Để xem nào. Cửa hàng báu vật này xem nó có gì ngon nghẻ không nhá. Đây, tiệc tất niên 40 RP anh em ạ. 40 RP mà trong đây có những trang phục gì. Ui dồi ôi, 40 RP mà toàn trang phục thường thôi anh em ạ. Cũng không có gọi là trang phục nào gọi là hiếm cả. Toàn trang phục này đều mở bán anh em ơi. Mình xem là đổi được cái gì đây. Ôi dồi ôi, đổi được trứng này, đổi được viên này. Nói chung là theo mình thấy là cái này cũng không ngon nghẻ cho lắm đâu. Thôi cứ làm thử vài cái, vài rương nha anh em. Để xem tỷ lệ nào nha. Cứ làm đầu phát đầu tiên làm một rương trước nhá. Để xem nào. Liệu lại ra gì đây. Rồi một ngọc nhâm dần ạ. Trời ơi, 40 RP một ngọc. Gì nữa đây. Ồ, oh, Poppy vệ binh tinh tú. Xôi ơi, 40 RP được con này ngon luôn này anh em ơi. Ừ, được luôn. Poppy vệ binh tinh tú hình như là 310 đúng không. Ui trời ơi, 40 RP lãi luôn rồi anh em ơi. Ui dồi ôi, ngon luôn, ngon luôn. Thế làm thêm một riêng lẻ nữa tí. Xem nào. Ra gì đây. Một ngọc nhâm dần, vẫn là một ngọc nhâm dần thôi anh em ơi. Thêm vẫn nữa xem nào. Vẫn là một ngọc ạ. Thôi được rồi, lần này mình sẽ chơi hai rương nhá. Xem tỷ lệ nó như thế nào. Ui dồi ôi, toàn một ngọc thôi anh em ơi. Sao toàn một ngọc nhỉ. À, vậy là cái rương này thì cao nhất là một ngọc chưa. Ui dồi ôi, một ngọc thôi anh em ơi. 40 RP một ngọc. Trời ơi, mà đây mình 5 ngọc rồi. 5 ngọc thì đổi được con gì. Mình xem nhá. 5 ngọc thì anh em sẽ đổi được ui dồi, 5 ngọc chưa đổi được skin anh em ơi. 6 ngọc mới đổi được cơ. 6, 4, 2, 4. Vậy là 240 RP để lấy được một cái trang phục này nhá anh em. Đấy, cứ phải 240 RP mới lấy được một trang phục. Thôi được rồi, thế làm nốt một rương cuối nha anh em. Xác nhận luôn. Rồi, vẫn là một ngọc nhân dần thôi. Nhưng không sao, mình vừa lấy được con Poppy vệ binh tinh tú lãng lãi rồi anh em ạ. Rồi, còn đây 6 ngọc thì mình sẽ đổi nha anh em. 6 ngọc đổi được con gì đây. Manfi hắc tinh này cũng khá là ngon này. Xem có con nào hiếm hiếm nhá anh em. Theo mình thấy ở trong đây không có trang phục nào gọi là hiếm cả. Toàn là những trang phục mà mở bán trong cửa hàng thôi. Ồ, chứ không phải là hiếm anh em ạ. Đây có con A chóc huyết nguyệt này cũng ngon này. Đúng không? Javan này. Xem nào, có con nào gọi là ngon ngon không. Ủa, Pai đây. Nghe nói là bạn này cũng thích chơi Pai các thứ này. Thế lấy con Pai cho bạn nha. Pai huyết nguyệt này cũng được nhỉ. Nhưng Pai huyết nguyệt thì giá cao anh em. Thôi lấy con Pai đi. Làm con Pai nhá anh em. 6 ngọc nhâm dần. Xác nhận luôn. Đấy. Tổng là mất 240 RP. Đấy. Cũng khá là ok chứ. Được cái là mình hên. Mình mở được con Poppy vệ binh tinh tú. Đấy. Nên là lãi anh em ạ. Ừ, chứ còn nếu mà chơi bình thường thì 240 RP mà lấy được một trang phục con Pai ấy, thì mình thấy là đạt được.
không gọi là ngon nghẻ cho lắm nhỉ, đúng không? Ok rồi, tiếp theo mình sẽ đến với cái đó chính là rương 12 con giáp nhá. Để xem nào, liệu rương 12 con giáp này thì có ngon không đây. Rồi lại có cả rương cao bồi nữa này. Được rồi, mình sẽ test trước nhá. Đây, cái rương này là sẽ có cơ hội sở hữu các trang phục hiếm độc đẹp của 12 con giáp phiên bản liên minh thoại. Đấy, giá là 25 RP và giới hạn mua là 50 rương nhá anh em. Đấy, đây thì có những cái trang phục tím này, xe Juni công nghệ này, rồi Asia thần rừng các thứ này. Ừ, cũng khá là ngon, nhưng mà bên dưới lại vẫn có rương với ở tinh hoa cam anh em ạ. Thôi được rồi, cứ test đi. Được rồi, ra gì đây? Rồi, 50 tinh hoa cam anh em ơi. Thôi được rồi, lần này chơi hai rương đi. Nào, gì đây? Vẫn là rương và tinh hoa cam anh em ơi. Úi dồi ôi, cái rương này lừa thực sự đấy. Thôi được rồi, làm một phát cuối đi. 100 RP 4 rương nha anh em. Lần này mà không ra skin nữa thì thôi, nghỉ luôn, nghỉ luôn. Nào, không lạ, ra skin. Không ra anh em ơi, toàn tinh hoa cam với rương thôi. Nói chung là chơi cái rương này mình thấy gọi là lỗ đấy anh em ạ. Không ngon đâu, toàn ra rương với tinh hoa cam thôi. Trời ơi. Thôi, bây giờ mình sẽ chuyển sang rương cao bồi nhá. Để xem tỷ lệ cái rương cao bồi như nào đây. Nào, cứ làm một phát rương đây. Rồi, vẫn là rương và chìa tuyệt phẩm thôi. Có rẻ hơn mua trong cửa hàng. Mua trong cửa hàng thì như là 40 RP bộ rương với chìa tuyệt phẩm đấy. Hai rương đi. Nào, skin vẫn là tinh hoa cam ạ. Nói chung là cái rương chủ đề này theo mình thấy là không ngon nghẻ cho lắm đâu. Tỷ lệ hên của anh em cực kỳ thấp mà xui thì nhiều. Đấy, lịch sử ấy, toàn rương để chia các thứ này. Nói chung là không ngon anh em ạ. Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với đó chính là sự kiện là Tết Liên Minh nha anh em. Đấy, xem nào. Tết Liên Minh thì không biết bạn đã chơi chưa. Bạn hình như cũng chưa chơi anh em ạ. DC Tết thì đây, DC Tết thì bạn ấy cũng đã làm hết rồi. Đây, sự kiện này đều là vào anh em làm nhiệm vụ cũng như nhận quà miễn phí nha anh em. Đấy, cứ mỗi ngày anh em làm một nhiệm vụ là anh em sẽ được một lì xì, tích đủ 9 lì xì là nhận được con Diana pháo hoa miễn phí đấy anh em ạ. Quá ngon luôn. Còn mở khóa cái này thì anh em sẽ nhận được thêm các phần quà thêm như là đa sắc với cả túi. Đấy, còn Lộc Xuân thì sao đây? Lộc Xuân thì đây, Lộc Xuân ở đây thì anh em cũng vào điểm danh thôi. Cứ hàng ngày vào điểm danh đây. Hôm nay 30 tháng 1 là mình sẽ vào điểm danh nhá. Đấy, nhận luôn 30 kỷ vật nguyên đáng free luôn. Ngoài ra anh em tích lũy trận thắng này cũng nhận được thêm quà này. Đấy, đường cúng sứ thì đây. Chợ Tết thì để nhận được các cái trang phục pháo hoa mới. Đấy, cũng khá là ngon. Thì theo mình thấy là cái trang phục pháo hoa này này, anh em mua thì cứ tầm khoảng 396 RP nếu mà mua lẻ. Còn nếu như chơi sự kiện này thì anh em cứ lấy cho mình một đó cho là một trứng này, cộng với ở đây có làm 2 viên nữa này. Đấy, 418 RP, quá rẻ luôn. Còn lấy thêm skin ra. Ui, skin thì đắt lắm. Đây, 418 RP được 2 con này, cộng thêm con Timo pháo hoa, mình thấy quá là ngon luôn. Timo pháo hoa cực kỳ đẹp nhá anh em. Đấy, thì mình sắm luôn cho bạn đi nha, 418 RP. Bởi vì bạn bảo hôm nay là cứ sắm hết cho bạn đi. Đấy, nạp có 500.000 mà được những 2.300 RP, mà cộng thêm cả viên này, rương các thứ thưởng thêm nữa cơ, quá ngon luôn. Ok, để xong nha. Còn đường gốm sứ thì theo mình thấy đường gốm sứ này ấy, anh em chơi thì anh em xác định là phải mất tầm 800-900 RP mới lấy được một skin. Thì bây giờ mình sẽ tiện đây mình sẽ chơi luôn cho anh em xem nhé. Đấy, mình sẽ rút 10 luôn. Ok, chó nhanh. Đấy, toàn Amumu này, Kindred này, Estrew Vlog cực kỳ lấy ít anh em ạ. Nói chung chơi sự kiện này ấy, nếu lấy con Amumu thì mình lấy còn rẻ, chứ còn nếu lấy con Estrew hay là con Lắc này cực kỳ là cao đấy anh em ạ. Thôi cứ rút tiếp đi, 200 RP. Xem nào. Đấy, Kindred này, ra vẫn ra hai rương này, Estrew các thứ này. Ok, làm phát 200 nữa xem nào. Ui, vẫn ra một chìa khóa này, Estrew Lắc, Lắc được 2 Lắc rồi này. 3 Estrew à? Ờ, 3 Estrew cũng ngon luôn. Đấy, rút tiếp đi. Rồi, một cái 30 tinh hoa cam nha anh em. Kindred Lắc xin ra. Ok, ok. Rồi, còn lại thì 156 RP mình sẽ rút lẻ nha anh em. Xem nào, Lissandra này. Tiếp xem nào, Lissandra nữa này. Lissandra có vẻ nhiều nhỉ. Amumu này. Tiếp nữa xem nào, Amumu nữa này. Rồi, gì đây, Lắc nữa này. Lắc đợt này cũng nhiều phết chứ nhỉ. Rồi, lại Lắc nữa này. Ồ, ngon luôn.
Edriu này. Ôi hết RP rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ nâng cấp nha anh em. Để xem ạ. Nâng cấp bây giờ hiện có mình có Lắc này, Lissandra, Kindred, Edriu và Amumu. Thì mình sẽ chọn con Edriu trước nha anh em. Edriu thì không được rồi. Edriu có 7 thì không ngon anh em ạ. Thế thì lấy trước con Lắc đi. Đúng không? Lissandra này có vẻ bạn không chơi mấy. Kindred 9 này. Thôi lấy con Lắc đi. Để xem nhiều nhá. 270 này. 500 này. 700 800 rồi này. Được chưa? Thừa rồi đấy anh em ơi. Thừa nhá. Thế thì mình sẽ để lại con Edriu đi. Đúng không? Để lại 7 con Edriu nhá. Bởi vì Edriu ngon hơn. Đó. Rồi. 1. Quá điểm mà. 200 thì bỏ lại một thánh tích Lắc à? Như này thì đỡ bị thừa đấy anh em ơi. Đó. Tăng lên này thì lại bị dư á. Đấy, thừa mất 30. Thế thì thôi. À mà dư thì con Lắc này sau này cũng phải dùng mà. Thôi thì mình cứ lấy luôn nhá anh em. Nâng cấp luôn đi. Edriu đi. À đâu, đây là con Edriu à? Edriu thế mình phải để lại Lắc chứ. Đúng không? Edriu rồi này. Ờ, lấy Edriu là vừa đủ điểm luôn anh em ạ. Đấy, còn để lại 9 cái thánh tích của Lắc nhá. Ok ok. Rồi, lấy được con Edriu xứ Thanh Hoa này. 1200 năng lượng. Thì là lấy luôn skin nhá. Rồi, nhận thêm kỷ vật nữa nha anh em. Đó, cũng khá là ok. Rồi, và đây thì còn 9 thánh tích của Lắc. Thì bây giờ mình sẽ vào lấy cho con Lắc nhá. Lắc đây, nâng cấp. Rồi, còn 9 cái thì nâng hết luôn nhá. Ok, 540 luôn anh em ơi. 540 luôn. Cũng được. Đấy, cũng lại lấy được thêm kỷ vật nhá. Rương này. Rồi, kỷ vật nguyên đán nha anh em. Đó, khá là ok. Còn lại thì bạn sẽ cần phải 600 điểm nữa thì để lấy con Lắc xứ Thanh Hoa. Đấy, thấy chưa? 900 RP mới lấy được một skin. Mà lấy thêm con Lắc này nữa thì mình nghĩ là cũng phải mất thêm tầm khoảng 500 RP nữa đấy anh em ạ. Đấy, rất là mặn luôn. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ vào trong đấu trường chân lý đi. Xem bạn còn quà gì chưa nhận thì mình nhận nốt nhá. Ở đây có một trứng linh thú miễn phí này. Ngon luôn. Đấy, anh em nào chưa biết thì nhớ nhá, vào trong cái phần đấu trường chân lý này. Anh em không cần mua vé đâu. Anh em vẫn nhận được các cái phần quà miễn phí mà. Đó, còn nâng cấp vé thì anh em sẽ được lời hơn, anh em sẽ được các cái sàn đấu các thứ. Đấy. Ok. Tiếp theo mình vào trong cửa hàng đi. Cửa hàng xem nào. Có cái gì mua được không đây? Mà 16 RP chắc không mua được đâu. Đó. Và một số anh em hỏi là những cái biểu tượng trong đây thì sẽ được khung ấy không? Thì theo mình biết ấy, con Jin X pháo hoa này thì anh em mua cái biểu tượng này 99 RP thì nó sẽ không có khung đâu nhé anh em. Ừ, còn mấy trang phục còn lại thì lại mua thì mới có khung. Đó, nên anh em lưu ý nha. Nếu ai mà cứ tưởng là con Jin X pháo hoa này có khung, thực ra là không có đâu. Đấy. Ngoài ra ở đây còn bán các cái gói viên các thứ này, các viên mới này. Đấy, hoặc là cái gói sàn đấu trứng linh thú mới. Đấy, rất là ngon luôn. Thì anh em nào thích thì có thể vào đây mua nhé. Đó. Ok. Còn bây giờ mình sẽ vào trong bộ sưu tập. À không, vào trong báu vật trước đây. Đấy, tiện đây còn các cái thứ này mình sẽ mở luôn nhé anh em. Đầu tiên là 5 viên pháo hoa. À đâu, mở viên tịnh hồn này trước đi. Còn một viên lẻ mở trước nha anh em. Xem nào. Ta gì đây anh em ơi? Neo Paxi V anh em ơi. Xồi ôi. Bàn tay đỏ trong làng mở rương thế này còn gì nữa. Trang phục vĩnh viễn không phải là mảnh đâu nha anh em. Xồi ôi. Quá là ngon luôn. Ừ. Hên thực sự anh em ạ. Ừ. Mà tỷ lệ cái mở các cái trang phục thần thoại bây giờ nó mới ngon. Chứ còn sau này nhá. Sau này mà anh em mở là tỷ lệ hình như không còn đâu anh em ạ. Nên là anh em nào muốn sở hữu được các cái trang phục thần thoại thì nhớ nhá, thì mở hết các cái loại viên cũng như là rương bây giờ đi. Còn sau khi mà cái gọi là cái tiến trình rương mới ấy, và đá quý cũng như là điểm hàng hiệu được xóa bỏ ấy, thì là khi mở rương là nó sẽ không còn ra những cái trang phục thần thoại đấy nữa đâu. Đó, mà chỉ có thể đổi được bằng một cái loại nữa, đó chính là tinh hoa thần thoại. Đấy, sau này thì họ sẽ đổi đá quý thành tinh hoa thần thoại. Còn cái điểm hàng hiệu này sẽ đổi thành tinh hoa cam đấy anh em ạ. Ừ, nên là anh em cố gắng dùng sớm đi nhá. Bởi vì điểm hàng hiệu này 25 tháng 3 này sẽ kết thúc rồi anh em ạ. Đó. Ok. Rồi, tiếp theo mở viên pháo hoa luôn nha. Xem nào. Liệu là 5 viên pháo hoa này thì ra gì đây? Rồi, không ra được thêm túi anh em ơi. Master Yi thợ săn này.
Fiora phù thủy này, Kalista huyết nguyệt này, gì ở đây, Brand lõi băng này, và SKT tiêu ăn Lee Sin nhá anh em. Ồ, khá là ok. Rồi tiếp theo là còn túi pháo hoa thì mở luôn nhá. Túi pháo hoa thì chứa gì đây? 3 mảnh trang phục sử thi trở xuống hoặc 4 mảnh trang phục chủ đề nguyên đán trong quá khứ từ 2013 đến 2017. Ui, thế là có khi ra được niên thú nguyên đán à? À không, niên thú nguyên đán là mới như 2018-2019 cơ. Thế này thì toàn là những trang phục của Tết cũ thôi anh em ạ. Ừ, có thêm tỷ lệ rơi ra đá quý hoặc trang phục đá quý anh em ơi. Ok ok, mong là ra được 4 trang phục này. 4 trang phục thì ngon luôn. Rồi 4 trang phục. Nhưng mà ra được niên thú nguyên đán không đâu. Bolap này, Tam Ken vua đầu bếp này, Poppy thợ rèn, và ồ, được thêm một viên đá quý. Cứ tưởng là ra được thêm 100 phục Tết chứ. Thôi ra thêm một viên đá quý thì cũng ngon anh em ạ. Sau này đổi được thành cái tinh hoa thần thoại. Đấy. Ok, tiếp theo đây còn rương các thứ thì mở đốt nhá. Làm luôn hai rương tuyệt phẩm với trước đi. Mở trước hai rương nhá. Nào, ta gì đây anh em ơi? Cái gì đấy? Manja Ha lãnh chúa này. Và 80 tinh hoa cam anh em ơi. Tăng trưởng ạ, 80 tinh hoa cam cũng ra chứ. Còn ba rương thì mở đốt nhá. Gì đây? Lại ra thêm một rương này. Revenge này. Ồ, quý ông Cho'Gath ngon luôn anh em ơi. Trang phục truyền thuyết nha. Kama đại suy vong này cũng ngon. Và chìa khóa sách. Ok, còn một cái thì mở nốt. Nào, gì đây, gì đây? Ô kìa, đừng bỏ lỗi nha anh em. Rồi, Oriana thép gai. Ok, và đây thì còn hai quả trứng linh thú thì mình sẽ mở nốt luôn. Đó. Và ngoài ra thì đợt này cũng đang có cái sự kiện lì xì hoàng kim để lấy trứng linh thú miễn phí đấy anh em ạ. Đó. Kẹo nữa mình sẽ review cho anh em qua để anh em biết nha. Đấy. Rồi tiếp đi. Linh thú yêu quý đây. Mà ra gì đây? Đó, gì đây, gì đây? Rồi, người đá chân băng 1 sao anh em ơi. Ok. Và đây thì bạn cũng còn 1.800 kỷ vật. Để xem nào. Vậy là bạn chỉ còn thiếu khoảng 500 kỷ vật nữa thôi là lấy được con lắc sứ thanh hoa cũng khung và biểu tượng đấy anh em ơi. Cũng khá là ngon. Còn những anh em nào muốn lấy biểu tượng cộng khung thì anh em đổi ở đây lấy 300 kỷ vật nhá. Lấy 350 kỷ vật đổi nhá thì sẽ được khung với biểu tượng cũng ngon. Đấy. Rồi, tiếp đây thì các bạn còn nhiều rất là nhiều mảnh trang phục thì mình sẽ ghép nha anh em. Cái nào có thể kích hoạt thì mình sẽ lấy trước. Ưu tiên những trang phục đẹp nhá anh em. Đó. Thì ở đây có con Ascao này. Ngon luôn. Nâng cấp 357 nhá. Đấy, nâng cấp luôn cho bạn con này nhá anh em. Đó. Rồi ok ok. Còn lại những trang phục cùi mình sẽ ghép trước này. Con này sẽ được 120 này. Con này xem nào. Con này có rồi, 150 thì ghép luôn nha anh em. Ok ok, gì đây? Ồ, Virus hỏa ngục sử thi, ngon luôn anh em ạ. 3 trang phục cùi mà ra được một con sử thi. Ồ, quá được luôn. Rồi, Brand này, Fit này. Cho đi luôn anh em ơi. Để xem nào, gì đây? Ồ, với phi hành gia, ư ngon luôn anh em ơi. Trang phục này cũng mới ra mắt gần đây anh em ạ. Ồ, được thế nhở. Rồi, bây giờ ghép nốt này. 120 cùi này. Kalista. Kalista bạn ấy chưa có. Chưa có tướng anh em ơi. Thế thôi, chắc bạn không chơi đâu. Master Yi và Tam Ken vua đầu bếp nhá. Ok, cho đi luôn. Nào, em nào, đã gì đây? Rồi, Draven thợ săn quái thú. Con này thì bình thường quá. Ok. Rồi bây giờ sẽ ghép xem nào. Master Yi này. Bộ rô láp này có 2 con. Thôi ghép thử một con nhé anh em. Và con Kama đi. Master Yi đặc vụ siêu linh để lại nhá. Kama đi. Ok. Thì ghép luôn chứ còn gì nữa. Xem nào. Là gì đây? Ồ, Virus đặc vụ bắc cực cũng được luôn nha anh em. Trang phục sử thi. Rồi ở đây xem nào. Có con nào có thể kích hoạt không? Rất là nhiều trang phục có thể kích hoạt nhá. Đó. Mà ở đây thì mình không biết là bạn thích chơi con nào, cho nên là thôi, tốt nhất là mình sẽ để lại cho bạn ấy ghép sau nha anh em. Đấy, bạn thích lấy con nào thì bạn ghép sau. Đó, bởi vì bây giờ phân tách mấy con này ra thì cũng phải phân tách 3-4 con mới lấy được một trang phục cơ. Đó, ok. Bây giờ mình sẽ check phần bộ sưu tập của bạn nha. Để xem nào. Đây, ở phần trang phục thì đây, ui, hôm nay quá ngon luôn anh em ơi. Hôm nay tính ra tổng cộng là lấy được 11 cái trang phục cho bạn ấy nhá anh em. Đấy, bất là 2.300 RP đấy, lấy được luôn con set loạn thế thần binh hàng loạn thế thần binh này, và con gì đây, đây là Poppy vệ binh tinh tú à, Poppy vệ binh tinh tú này, Pai huyết nguyệt này, lấy được Timo pháo hoa nhá, lấy được Edril sứ thanh hoa này, cộng thêm Neo Park sư vi,
xong lại át cao bồi này, và đốt hỏa ngục này, và còn con lắc sứ tinh hoa này còn thiếu khoảng tầm 500 RP nữa thôi là lấy được. Đó, với gà phi hành gia các thứ này cũng khá là ngon. Nâng tổng số lên cho bạn là 236 trang phục nha anh em. Đấy, quá là ngon luôn chứ còn gì nữa. Rồi, tiếp theo nữa là biểu cảm nha. Biểu cảm thì đây, bạn có 117 trên 133 nha anh em. Cũng gọi là bình thường, không nhiều không ít. Biểu tượng thì sao? Biểu tượng ở đây, bạn có 144 cái biểu tượng anh em ạ. Đó. Và để xem nào, nick bạn này thì mua từ năm nào đây? À, bạn này hình như là mới chơi thôi anh em ạ. Mới chơi thôi. Mẫu mắt thì sao? Mẫu mắt thì đây, bạn có 20 cái mẫu mắt nha anh em. Đó. Cũng gọi là bình thường. Hơi ít. Đa sắc thì sao? Đa sắc thì bạn chỉ có 25 thôi anh em ơi. Và bạn này đúng thật là main Yasuo này. Yasuo, Mione này, Mize này anh em, Lee Sin các thứ này. Ui, đúng là toàn quốc tướng luôn anh em ạ. Để Akali nữa cơ. Đó. Cũng khá là ok. Rồi, tiếp theo là phần hồ sơ nha anh em, để xem nào. Thì đây, hiện tại hồ sơ thì bạn rank đơn đôi là sắt 3 này, 5 năm thì sắt 1 và xếp hạng mùa trước thì đồng luôn anh em ạ. Vinh danh thì vinh danh cấp 2 và điểm thông thạo thì đây. Lee Sin, để Master Yi và Yasuo là hơn 200.000 nha anh em. Cấp độ thì 238. Ok. Và chắc có lẽ là cái video này thì sẽ phải tạm dừng ở đây thôi nha mọi người. Thì rất là mong anh em sẽ ủng hộ mình bằng cách đó chính là like, subscribe kênh YouTube và đừng quên là ấn vào cái chuông để luôn luôn nhận được thông báo mỗi khi mình ra video mới nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người ở các video lần sau nha. Bye bye mọi người.